Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay ngày 23 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Phú Yên khoảng 280 km, cách bờ biển Bình Định khoảng 290 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 500 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-60 km/h, giật cấp 9, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 23 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định khoảng 130 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 270 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên ở vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm gió mạnh dần lên cấp 6 đến 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Trên đất liền, từ tối và đêm nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 8,